Ok, đây là bài học trước của chúng ta. Thì đối với cái chất liệu thủy tinh hoặc những đối tượng có tính khúc xạ, các bạn sẽ phải để ý một điều. Đó là tất cả những cái mặt này. Các bạn đều biết rằng bất kỳ một cái đối tượng nào trong body space nó đều có một cái mặt âm và một mặt dương. Mặt dương là khi các bạn chọn cái độ polygon, chọn cái mặt đó, thì cái màu của nó sẽ tươi như này. Có trường hợp khi mà các bạn làm, nhất là khi sử dụng đối với modifier led, các bạn quên là kích của cái flip normal, thì những cái mặt của các bạn nó sẽ biến thành mặt âm. Mặt âm thì cái màu của nó sẽ bị sậm lại, đỏ sậm lại như này. Và khi mà chúng ta làm với chất liệu thủy tinh, ngay lập tức nó sẽ phát sinh lỗi. Ở đây tôi có thể turbo smooth nó và chúng ta có thể render lại với trường hợp những cái mặt này của các bạn nó đang là mặt âm. Khi chúng ta để mặt âm, chúng ta đã thấy ngay rằng nó xuất hiện cái hiệu ứng trên cái bề mặt, những cái thành phần phản chiếu hay là khúc xạ nó đã không còn chính xác và rất là sai. Ok, đây là kết quả chúng ta sau khi tôi flip mặt. Các bạn có thể thấy rằng cái bề mặt vật thể của chúng ta, vật liệu nó đã thể hiện sai. Ok, tôi sẽ phải flip lại. Cái tiếp bài này chúng ta sẽ học sang cái chất liệu kim loại thủy tinh màu như này. Thì khi mà chúng ta có ý tưởng làm cái chất liệu thủy tinh màu, trong đầu các bạn có thể nảy sinh ra một vài ý tưởng hay. Thí dụ các bạn nghĩ rằng có thể sử dụng màu trên kênh diffuse, cũng có thể sử dụng màu trên kênh reflect, cũng có thể màu sử dụng trên kênh refract. Nhưng ở đây nhắc lại kênh reflect, khi mà chúng ta sử dụng màu trên cái kênh này, nó chỉ áp dụng gần như là chỉ cho những cái chất liệu kim loại đặc biệt. Do đó thủy tinh chúng ta không thể áp dụng cái kênh này được, nó phản chiếu ra màu. Nếu các bạn sử dụng trên kênh diffuse hoàn toàn có thể được, nhưng mà nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là toàn bộ cái bề mặt vật thể nó đồng đều về màu. Rõ ràng chúng ta nhìn cái vật thể trong tự nhiên, những cái phần dày này màu nó sẽ đậm hơn và những cái phần mỏng màu nó sẽ nhạt hơn. Các bạn cũng có thể sử dụng màu trên kênh refract, nhưng có một vấn đề là nếu chúng ta sử dụng màu, chúng ta muốn kiểm soát cái màu đó, chúng ta sẽ phải chỉnh cái thanh white nit này để kiểm soát cái độ đậm nhạt của màu. Và đồng thời nếu chúng ta chỉ sử dụng trên kênh refract, toàn bộ vật thể cái màu của nó cũng sẽ đồng đều, nó không có cái sự khác biệt giữa những cái phần dày và phần mỏng. Phần dày thì nó sẽ phải đậm màu hơn, phần mỏng nó sẽ phải nhạt màu hơn. Đồng thời khi chúng ta muốn cái màu nó đậm hơn, các bạn kéo cái thanh lên trên thì mình đã làm giảm cái khả năng khúc xạ của vật thể rồi. Ok, ở đây tôi có thể thử trên kênh refract và kênh diffuse cũng tương tự như vậy. Trước tiên ở đây tôi sẽ chỉnh lại cái vật thể này một chút. Nó đang hơi dày, ở đây tôi sẽ scale lại cho nó mỏng. Giữ Ctrl kích sang Vertex. Bấm R. Chúng ta sẽ scale theo mặt XY. Ok.
ngay khi mà nó tính bước tính lạch cách, các bạn đã thấy rằng màu trên cái bề mặt vật thể đối tượng chúng ta nó đã rất là đồng đều. Như vậy nó thể hiện không đúng cái tính chất vật lý quang học như trong thực tế. Ở đây tôi được kết quả như này, rõ ràng là đã sai vật liệu rồi. Trong ADS Max nó có một cái kênh, đó là kênh Focaler, chuyên sử dụng cho những cái vật liệu có tính khúc xạ thể hiện màu cho những cái chất liệu như vậy. Refract ở đây tôi sẽ trả lại cho nó về màu đen trắng. Ok, bây giờ tôi sẽ hút cái màu của cái vật thể này, Focaler. Ok, tôi sẽ thử rend với cái màu trên kênh Focaler như này. Phần dày nó đã thể hiện cái độ đậm màu. Ok, hiện tại màu nó đang hơi đậm. Thì các bạn có thể nghĩ rằng chỉnh cái thằng Focaler kéo cho nó nhạt đi. Nhưng khi các bạn kéo tay như này, nó không đảm bảo sự chính xác được. Có thể chúng ta kéo quá hoặc chúng ta kéo chưa đạt được cái mức đó. Đấy, chỉnh tay như này rất là vất vả. Ở đây V-Ray đã cho chúng ta thêm một cái thông số để hiệu chỉnh cái độ đậm nhạt của cái màu. Đó là thông số Fog Multiplier. Ở đây đang để mặc định là 1, nghĩa là nó sẽ sử dụng đúng cái cường độ màu này của các bạn. Trong trường hợp các bạn muốn tăng cho nó đậm lên hay là giảm cho nó nhạt đi, thì đây chúng ta chỉ cần chỉnh cái thông số này mà thôi. Nếu tôi tăng nó giá trị lớn hơn 1 thì cái màu các bạn nó sẽ nhân với giá trị này và nó sẽ đậm hơn. Tương tự tôi giảm cái giá trị Fog Multiplier nhỏ hơn 1 thì cái màu của chúng ta nó sẽ nhạt đi. Ở đây tôi sẽ tăng lên một chút. Ok, tôi sẽ render lại. Ok, chúng ta được kết quả như này. Thì để thể hiện cái vật thể tốt hơn nữa, ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng texture trên kênh Focaler, đồng thời cả trên kênh Reflect và Glossiness. Do đó ở đây tôi sẽ phải unwrap cái đối tượng này. Convert sang Poly. Chọn cấp độ 3 Cantona Quick Planner. Chọn cấp độ 2 Loop. Control Loop. 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 Nhờ đây tôi sẽ không cắt nhiều như này, tôi sẽ bỏ bớt những cạnh này đi. Ok, ở đây tôi được kết quả như này. Tiếp theo chúng ta open UV editor, chuột phải chọn brick. Tone relax. Apply. Tôi sẽ phải kiểm tra lại một số vị trí để sau này chúng ta sẽ làm texture trên cái bề mặt đối tượng.
hiện tại cái mặt này nó đang bị ngược. Ok. Đúng rồi. Scale. Chúng ta có phần trên là mặt trong, phần dưới là mặt ngoài. Tôi sẽ tool render 4.000. Ok, để tiếp tục với cái chất liệu thủy tinh. Ở đây tôi sẽ đưa ra một thí dụ nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu một số thông số quan trọng trong cái vật liệu VRMTL này. Ở đây tôi sẽ vẽ cho nó khối box 8 ly độ dày. Xoay cái tấm lên chút. FFD. Tôi sẽ scale cái một cái đầu cho nó to ra. Nghĩa là chúng ta đã có một cái đối tượng khối bốc có cái đầu, một đầu là nó mỏng, một đầu nó dày. Thì lúc trước chúng ta đã biết cái thông số Fog Motif Player để chỉnh cái cường độ màu của một cái đối tượng có tính khúc xạ. Khi mà tăng thông số lên lớn hơn 1, toàn bộ cả phần mỏng và phần dày nó cùng đậm màu hơn. Và khi giảm nó nhỏ hơn 1, cả phần mỏng và phần dày nó cùng nhạt màu đi. Ở đây tôi chọn một vật liệu diffuse để màu đen. Reflect. Refract. O channel. Tôi để cho nó cái màu blue chẳng hạn. Ở đây tôi không chỉnh một cái thông số nào để cái giá trị mặc định của nó. Màu đây đang hơi xỉn. Tôi sẽ cho nó tươi màu lên một chút. Thì đối với cái lọ thủy tinh này, các bạn có thể thấy cái phần dày nó khá là đậm màu, còn cái phần mỏng gần như là nó bị bay hết màu, nó là gần như nó là màu trắng. Tất nhiên trong thực tế cũng sẽ có một số đối tượng giống như vậy, nhưng mà đa phần những cái màu của những đối tượng có tính khúc xạ có độ dày thì cả cái phần mỏng dường như là nó cũng có màu, chứ không phải là nó bay hết màu đối với những cái chất liệu thủy tinh như vậy. Giống như cái bottle, cái chai này, phần mỏng của nó cũng có màu, tuy rằng nó rất là nhạt. Tất nhiên mình vẫn có thể can thiệp bởi bằng một cái thông số khác ở trong bảng VRMTL để đưa được ra một cái hiệu ứng vật liệu như này, nghĩa là cái phần dày nó có màu, còn cái phần mỏng gần như là nó bay hết màu. Thông số tôi muốn nói tới ở đây là thông số Fort Bias.
bias nó là cái độ thiên vị, độ lệch màu. Cụ thể ở đây nó sẽ làm việc với cái phần mỏng và cái phần dày của cái vật thể chúng ta khác nhau. Khi chúng ta tăng cái giá trị Fock bias lớn hơn 0 thì toàn bộ cái vật thể chúng ta nó sẽ bị nhạt màu đi, nhưng cái phần dày nó sẽ nhạt nhanh và nhiều hơn phần mỏng. Và ngược lại, nếu chúng ta giảm thông số Fock bias nhỏ hơn 0 thì cái vật thể chúng ta nó sẽ bị đậm màu hơn, nhưng cái phần dày nó sẽ đậm nhanh và nhiều hơn phần mỏng. Ở đây tôi có thể thí dụ với một trường hợp phía trên này. Tăng thông số Fock bias lên 0.5, 0.8. Ở đây các bạn có thể thấy ngay cái phần dày của tôi nó màu đã nhạt đi rất là nhanh. Và nhìn cái phần mỏng và phần dày dường như là nó xem xê với màu. Như vậy khi chúng ta tăng cái thông số Fock bias lớn hơn 0, cái phần dày phần mỏng nó đã tương đối là đồng đều với màu. Các bạn hoàn toàn thể cân một cái vật thể màu giữa phần mỏng phần dày giống hệt nhau bằng cách chỉnh cái thông số Fock bias cho nó tiến lên lớn hơn 0, đồng thời lại chỉnh Fock multiplier cho lớn hơn 1. Sau đó chúng ta sẽ được cả phần mỏng và phần dày giống nhau về màu. Thực ra cái này các bạn cũng biết là mình hoàn toàn có thể sử dụng trên kênh Refract hoặc là trên kênh Diffuse, nên đây tôi sẽ không làm như vậy. Ở phía dưới tôi sẽ giảm thông số Fock một chip Fock bias cho nó nhỏ hơn 0. Các bạn có thể thấy cái phần dày chúng ta màu đã đậm đi rất là nhanh và nhiều so với cái gốc của nó. Và cái phần mỏng nó cũng đậm màu hơn, nhưng nó không nhanh và nhiều giống như phần dày. Ở đây tôi sẽ cân màu dựa vào thông số Fock bias và Fock multiplier để cho cái phần dày này màu nó rất là đậm, nhưng cái phần mỏng này gần như là nó mất hết màu, nó trở về màu trắng. Bằng cách tôi sẽ giảm Fock bias xuống nữa. Nhưng tôi không muốn cái màu nó đậm quá như vậy, nên tôi lại giảm Fock multiplier xuống. Ok. Khi chúng ta giảm Fock multiplier xuống toàn bộ cái khu vực này, màu đã nhạt đi. Bây giờ tôi muốn cái phần dày nó lại đậm màu hơn nữa. Tôi lại giảm tiếp Fock multiplier xuống. Ở đây chúng ta đã thấy cái màu phần dày rất là đậm màu, mỏng gần như mất hết màu rồi. Giảm tiếp. Và đây các bạn có thể thấy ngay cái phần mỏng của tôi dường như là nó đã chuyển sang màu trắng. Nó khác với cái phần phía dưới này. Và cái phần dày nó vẫn giữ được cái cường độ màu giống như vậy. Sau khi cân chỉnh hai thông số này, chúng ta mới có thể tùy ý chỉnh cái vật liệu cho nó giống như là cái lọ này.
Ok, ở đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chất liệu kính trắng. Thế cái tấm kính này sau khi mà đã đưa ra khỏi xưởng, nó rất dễ là bám bụi và bám hơi nước, do đó trên cái bề mặt đối tượng nó đã phản chiếu không còn hoàn hảo nữa. Để nó ngẫu nhiên hơn thì chúng ta sẽ sử dụng texture cho nó trên kênh reflect và trên kênh glossiness. Ở đây chọn một vật liệu, đặt tên là glass 30. Reflect. Ở đây tôi sẽ sử dụng cho nó một cái texture trên kênh Reflect và Glossiness. Tôi sẽ lựa cho nó cái map như này. Tùy vào ý đồ các bạn muốn là cái thành phần Reflect và Glossiness nó có độ tương phản lớn hay nhiều. Ở đây tôi muốn cái ảnh của tôi có cái độ tương phản vừa phải. Tôi sẽ Ctrl Z thêm lớp, Ctrl Y ngắn. Curve. Ok, chúng ta sẽ save lại cái ảnh này. Copy, paste. Tất nhiên trong nhiều trường hợp các bạn hoàn toàn có thể bỏ thông số, bỏ cái lock của Fresnel and Euler, tăng nó lên để cho cái tấm kính của mình nó phản chiếu tốt hơn. Ứng dụng khá là nhiều trong ngoại thất. Ở đây tôi muốn cái bề mặt kính này của tôi nó chỉ hơi mờ một chút thôi, nên ở đây mình sẽ phải pha thêm, chỉnh thêm phía dưới. Reflect ở đây tôi sẽ để nó khoảng 20. Glossiness 10. 15. Ok. Gán cho cái tấm kính này. Hoàn toàn là show ảnh lên. Thế khi mà làm việc với chất liệu thủy tinh, gán vào liệu cho nó thì nó trong suốt ngay lập tức. Các bạn rất là khó quan sát texture. Ở đây các bạn có thể chuyển cái này về màu đen để mình nhìn nó dễ, sau đó kéo lại trắng. Thì đây là cái chất liệu kính thông thường của tôi. Kế tiếp chúng ta sẽ sang một cái chất liệu kính băm như này. Trên cái bề mặt nó xuất hiện những cái vết lồi lên lõm xuống. Thì chính là những cái vết này nó bẻ cong cái tia sáng, làm cho ánh sáng nó đi không cùng phương nữa. Và khi chúng ta nhìn vào tấm kính này, chúng ta không thể nào nhìn xuyên qua bên kia được. Để làm một chất liệu như này rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng chiếc kính băm. Những cái bề mặt kính nó lồi lên lõm xuống, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng bề mặt như này. Còn về cơ bản, cái bề mặt tấm kính nó cũng giống như là cái kính trắng bình thường, cũng có reflect, glossiness một chút. Tôi cầm cái cục vật liệu kéo sang bên cạnh, đặt tên nó là băm noise. Trên kênh băm ở đây tôi sẽ sử dụng cho nó một cái hóa đồ các bạn đã biết rồi, đó là noise.
Hadronoid nó chỉ có hai cái màu đen và trắng. Cái size nó sẽ quyết định cho chúng ta cái kích thước hạt noise là bao nhiêu. Thí dụ đây tôi chọn một vật liệu, chọn map noise, size tôi để 100 để chúng ta được kết quả như này, 50 em bé hơn nữa, rất đơn giản, có hai màu thôi, đen và trắng. Thì với cái vật thể như này của chúng ta, ở đây tôi sẽ để noise nó khoảng tầm 1. Gán cho đối tượng. Các bạn có thể để cái refract nó về 0. Mình show cái map noise lên. Ok, đây là kết quả chúng ta. Tất nhiên đối với cái họa đồ noise các bạn còn có thêm những lựa chọn khác. Cái kiểu noise đang để theo noise type regular, các bạn có thể để dạng fractal hoặc là turbulent. Ở đây tôi tăng cái size lên 100 chẳng hạn. Hiện tại cái bề mặt màu đen và màu trắng này, nó tương đối là hòa vào nhau nên là nó thiếu sự tương phản. Các bạn có thể tăng sự tương phản lên bằng cách tăng thông số low, giảm thông số high. Nó giống như là cái ngưỡng từ trắng nhất đến đen nhất. Các bạn khi mà tăng thông số low và giảm thông số high, các bạn thu hẹp lại cái khoảng cách sự tương phản giữa những cái màu trắng và màu đen này. Ở đây tôi lên cho nó 0.3. Giảm 2 đi, 0.8. Các bạn được ngay một kết quả, một cái họa đồ noise có cái độ tương phản cao như này. Ok. Đây các bạn có thể thử lại với một cái thông số noise cho nó lớn hơn. Trước tiên tôi sẽ xóa cái FD222 đi. Ở đây tôi sẽ có một tấm kính có độ dày như nhau. Ném sang bên cạnh. Đặt Glass 31. Kế tiếp ở đây trong cái bump noise, cái size tôi sẽ tăng lên 2. Low tôi sẽ đẩy nó lên 0.3. 2 tôi hạ nó xuống 0.8 để tăng cái sự tương phản cho cái map noise của mình, giống như trong cái bài hôm trước tôi đã nói ở đây. Ok, ở đây tôi sẽ render lại. Ok, đây là cái kết quả của chúng ta.